vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Cặp đôi đầu tiên của năm Kỷ Hợi, Lee Min Ho và Suzy tái hợp, bí mật yêu lại từ đâu? Mới đây, một tờ báo của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin về việc Lee Min Ho và Suzy bí mật quay trở lại bên nhau. Mới đây, theo nguồn thông tin độc quyền từ tờ New One cho biết, Suzy và Lee Min Ho sau khoảng thời gian dài chia tay đã chính thức quay lại với nhau. Nguồn tin này tiết lộ Suzy và Lee Min Ho đã bắt đầu hẹn hò trở lại. Sau một lần bị khui, họ đã bí mật hẹn hò. Tin đồn tái hợp của cặp đôi đồng ngọc nữ rộ lên khi khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ Suzy vì quá bận rộn nên đã kết thúc mối tình chóng vánh với nam diễn viên Lee Dong Wook vào tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Lee Min Ho cũng đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như vậy họ đã quay lại từ bao giờ và lúc nào? Trong lúc dân tình đang hoang mang từ phía công ty quản lý của hai diễn viên, Jane cũng nhanh chóng tìm hiểu và đưa ra lời thông báo chính thức. Theo JYP Entertainment, công ty chủ quản của Suzy, sau khi tiến hành kiểm tra, chúng tôi xin đưa ra khẳng định rằng hai người họ không hẹn hò trở lại. Trong khi đó, công ty quản lý của Lee Min Ho là MYM Entertainment cũng đưa ra thông tin tương tự. Lee Min Ho và Suzy không quay trở lại với nhau. Thông tin hai người tái hợp, bí mật hẹn hò là sai sự thật. Được biết, cặp đôi đã xác nhận chuyện tình cảm sau khi bị Depart khui khỏi loạt hình hẹn hò tại một quán bar thuộc Shinsa Đông, Seoul, Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2015 và sau đó là tại London, Anh. Không một dự án chung mà cũng không gặp gỡ nhiều, chuyện hẹn hò giữa Lee Min Ho và Suzy đã tạo nên cơn sốt không nhỏ ở toàn châu Á vào thời điểm đó. Với tình yêu giản dị, bền bỉ, chuyện tình của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, vì quá bận rộn với lịch trình dày đặc, cặp đôi cũng quyết định kết thúc mối tình 3 năm đẹp như mơ trong sự tiếc nuối của nhiều người. Sau đó, Lee Min Ho lên đường nhập ngũ, còn Suzy chỉ sau nửa năm đã có tình mới. Những mối tình này có thể kết thúc sớm vì một lý do tương tự hay không? Việc Lee Min Ho và Suzy chia tay khi đó vẫn khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Cũng vì mong muốn cặp đôi tái hợp nên có tin đồn họ quay trở lại cũng là điều quá dễ hiểu mà thôi.